Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trong bản tin S News tuần 1 của tháng 8. Và trong những ngày này thì người Việt Nam, nói chung là cộng đồng công nghệ tại Việt Nam thì đang chờ đợi những diễn biến cuối cùng trước khi mà chiếc điện thoại được chờ đợi nhất, đó là Bphone thế hệ thứ 2 sẽ được ra mắt vào ngày 8 tháng 8 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Và ngay bây giờ S News sẽ cùng tổng hợp lại cho các bạn những chi tiết cuối cùng về chiếc máy này trước khi nó đã chính thức ra mắt vào tuần sau. Như vậy là qua các thông tin được tiết lộ trong suốt những ngày vừa qua thì chúng ta gần như đã có thể chắc chắn Bphone phiên bản 2017 sẽ có ít nhất là một phiên bản phổ thông nhất sử dụng bộ xử lý tầm trung là Snapdragon 625 đi kèm với bộ nhớ RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Nhờ tiến trình sản xuất 14 nanomet thì chip Snapdragon 625 tiết kiệm năng lượng hơn 35% so với con chip cũ là Snapdragon 617 và hiện được đánh giá là một trong số những con chip có tỷ lệ hiệu suất trên tiêu thụ pin tốt nhất hiện nay. Vì vậy dù đã ra mắt khá là lâu nhưng chip 625 vẫn còn được rất nhiều tên tuổi tín nhiệm. Ví dụ như là Xiaomi cho đến tận năm nay vẫn liên tục đưa con chip này lên các sản phẩm tầm trung mới nhất của họ. Một số người có thể cho rằng là BKAV đã cải lùi khi mà thế hệ đầu của máy thì dùng bộ xử lý cao cấp nhưng sang đến thế hệ 2 lại quay về dùng chip tầm trung. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Tử Quảng, tổng giám đốc tập đoàn BKAV thì định hướng của BKAV lần này là làm ra sản phẩm cao cấp nhưng phải phù hợp với túi tiền của người Việt Nam. Với cấu hình này thì chúng ta sẽ có một chiếc smartphone ở phân khúc cận cao cấp có hiệu năng tối ưu, tiết kiệm năng lượng nhất trên thị trường hiện nay, có thể thoải mái sử dụng các tác vụ hàng ngày nhưng lại tối ưu về giá. Thực ra thì bộ xử lý chỉ là vấn đề duy nhất gây lăn tăn trong dư luận ở thời điểm này, còn lại thì Bphone 2017 vẫn sở hữu nhiều đặc điểm cao cấp như là camera 16 megapixel ở phía sau có thể lấy nét theo pha, hỗ trợ chống rung quang học, sạc nhanh theo chuẩn Quick Charge 3.0 của Qualcomm, sử dụng cổng kết nối chuẩn mới là USB Type-C và chạy hệ điều hành BOS được xây dựng trên nền tảng Android Nougat 7.1.2. Sẽ đến mức tiền mà đơn vị phân phối là Thế Giới Di Động hiện đang cho đặt cọc mua Bphone 2 tối đa là 8 triệu đồng thì các giả thiết đang dự kiến giá bán của Bphone mới sẽ rơi vào khoảng từ 9 cho đến tối đa là dưới 10 triệu đồng. Từ nhiều tháng nay thì BKAV đã ráo riết chuẩn bị cho sản phẩm này với thái độ cẩn trọng hơn rất là nhiều. Ngày 24 tháng 7 thì máy đã được kiểm định và cấp phép hợp chuẩn theo quy định trước khi được chính thức bán ra trên thị trường. Sau đó ít ngày thì đích thân CEO Nguyễn Tử Quảng đã đi thị sát tiến độ sản xuất Bphone 2 tại các nhà máy điện tử, nhà máy cơ khí. Ví dụ như là các bức ảnh được BKAV công bố tại nhà máy Meiko Electronics Việt Nam ở khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội. Meiko là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất bảng mạch với khách hàng của các hãng điện tử lớn như là Apple, Samsung. BKAV khẳng định 100% thiết kế kiểu dáng, thiết kế điện tử, thiết kế cơ khí và sản xuất của chiếc máy này đều tại Việt Nam. Trong đó thì thiết kế kiểu dáng, thiết kế mạch điện tử, thiết kế cơ khí thì do BKAV thực hiện. Phần sản xuất thì do BKAV và các đối tác 100% tại Việt Nam làm. Bphone mới có hơn 900 linh kiện với hàng trăm đối tác cung cấp, trong đó tỷ lệ linh kiện của Trung Quốc và Hồng Kông thì chỉ chiếm 0.9% và đều là những chi tiết không quan trọng. Còn về mặt truyền thông thì không như những lời lẽ đao to búa lớn và sáo rỗng như ở lần ra sản phẩm đầu tiên. Cách thức tiếp cận truyền thông của BKAV lần này đã từ tốn nhưng chắc chắn hơn và hy vọng là sản phẩm thực tế thì cũng sẽ chất như là dòng chữ in ở chiếc thư mời. Tuy nhiên nếu xét riêng về mặt truyền thông thì BKAV lần này vẫn mắc lỗi về việc truyền thông không chính xác cho sản phẩm. Đó là trong đoạn video clip so sánh tốc độ 4G của ba mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone đối với ba chiếc điện thoại là Bphone cùng với hai điện thoại khác thì Bphone đã mắc lỗi đó là thiếu khách quan khi mà sử dụng Wi-Fi cho chiếc Bphone. Đoạn clip so sánh đã thử nghiệm tốc độ mạng 4G của ba máy đó là Bphone mới, Galaxy S8 và iPhone 7 Plus. Các kết quả đều cho thấy là Bphone đạt tốc độ tải lên và tải xuống nhỉnh hơn một chút so với Galaxy S8 ở cả ba nhà mạng được thử nghiệm đó là Viettel, Mobifone và Vinaphone, còn iPhone 7 Plus là máy kém nhất. Điều này cũng không có gì là bất ngờ. Có thể đúng là BKAV đã làm tốt thật với chiếc máy mới của họ, nhưng bài thử nghiệm do chính họ công bố này lại mất điểm nghiêm trọng ở phần đo kiểm tốc độ 4G của Mobifone, bởi vì trong khi hai máy kia bật 4G thật thì một mình Bphone lại bật Wi-Fi. Với sự thiếu khách quan này thì Bphone đã dễ dàng giành chiến thắng với độ trễ ping cực kỳ thấp và tốc độ tải lên vượt trội hơn hẳn so với hai đối thủ. Và đây không hiểu là BKAV đang định chứng minh cho cái gì qua màn thử nghiệm này. Có phải là họ đang muốn cho khán giả thấy là mạng Wi-Fi của họ còn không nhanh bằng 4G Viettel hay chăng? Ở lần ra mắt này thì BKAV vẫn tiếp tục nhấn mạnh đến yếu tố sản xuất trong nước và sử dụng ít các linh kiện của Trung Quốc. Tuy nhiên thì trong một nền sản xuất hiện đại và toàn cầu hóa thì liệu đây có phải là một thứ đáng để cổ vũ? Một bài viết trên báo Lao Động đã lật ngược lại vấn đề theo cách như vậy. Bài báo trên báo Lao Động có tựa đề là Bphone 2 từ tầm trung tới không trung đã đề cập đến việc là Bphone thế hệ 2 tiết giảm tối đa về sử dụng linh kiện của Trung Quốc, Hồng Kông, thay vào đó thì sử dụng các linh kiện của Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo tác giả bài viết thì đây là một sự trấn an người dùng về chất lượng và cả yếu tố bảo mật. Bởi lẽ nếu mà sử dụng linh kiện của Nhật và của Hàn Quốc mà chất lượng tổng thể của sản phẩm không đáp ứng được mong đợi của người tiêu dùng thì việc sử dụng linh kiện có gốc gác như thế nào cũng vô nghĩa. Chưa kể việc này còn có thể dẫn đến mất lợi thế về giá cả cạnh tranh so với các đối thủ khác. Nền sản xuất trên thế giới hiện nay đã đi vào chuyên môn hóa cao với chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngay cả iPhone hay là Samsung cũng có thể sử dụng linh kiện từ các đối tác của Trung Quốc, thậm chí là được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Lãnh đạo của các tập đoàn này cũng chẳng việc gì phải mất thời gian đi giải thích rằng là họ đã hạn chế đến mức thấp nhất hay là tiết giảm tối đa sử dụng nguồn nhân lực tại Trung Quốc hay là linh phụ kiện từ Trung Quốc.
Dù sử dụng nguồn linh kiện từ đâu, đặt đối tác gia công, lắp ráp sản xuất ở đâu thì vấn đề kiểm soát chất lượng phải rất là kỹ càng, ngặt nghèo, và iPhone chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. Có vẻ như BKAV đang muốn tạo niềm tin với người dùng, xóa tan sự nghi ngờ nếu như có về Bphone thế hệ 2 là hàng Trung Quốc đóng mác made in Việt Nam. Đây là một thực tế tâm lý chung của rất nhiều nhà sản xuất sản phẩm ở Việt Nam, ở các lĩnh vực khác, bởi vì họ rất sợ dư luận. Chuyển sang những thông tin khác, một chủ đề nhận được khá nhiều sự quan tâm và bàn luận sôi nổi trong những ngày vừa qua, đó là chuyện iPhone hay Android chụp ảnh đẹp hơn. Mọi thứ bắt đầu từ những bức ảnh do cựu phó chủ tịch Google, ông Vic Bundotra đăng tải ở trên Facebook cá nhân của mình. Ngay lập tức nó đã tạo nên một làn sóng và người ta tranh luận rằng là rốt cuộc thì các công nghệ ở trên iPhone hiện tại thì đã đủ để vượt trội so với Android hay chưa. Ông Vic Bundotra đã đăng hai bức ảnh này lên và viết rằng: với đa số người, kết thúc dành cho máy ảnh chuyên nghiệp đã đến. Tôi có thể để máy ảnh chuyên nghiệp ở nhà và chụp cảnh dùng bữa tối này bằng thuật toán nhiếp ảnh mà Apple gọi là chế độ chụp chân dung. Và quả thực là nếu như chỉ dùng để đưa lên mạng xã hội thì bức chân dung hai em bé chụp trong bối cảnh ánh sáng nhà hàng không đánh đèn flash này thực sự là tốt. Trong phần bình luận thì xuất hiện một ý kiến bổ sung cho quan điểm của ông Gondotra rằng là Galaxy S8 còn chụp ảnh tốt hơn cả iPhone 7. Và đến lúc này thì mọi thứ đã không dừng lại ở chuyện khen một bức ảnh nữa, khi mà ông Gondotra đã phản bác lại bằng cách nâng quan điểm rằng vấn đề chính là ở Android. Ông cho rằng Android là một nền tảng mở, phải trung lập với tất cả các bên. Một điện thoại Samsung thì có hàng dãy những lựa chọn về nhiếp ảnh khiến cho ta phải đặt câu hỏi là nên dùng ứng dụng camera của Samsung hay của Android, nên dùng trình xem ảnh của Samsung hay là Google Photos. Khi Samsung cải tiến phần cứng, họ phải thuyết phục Google cho phép cải tiến đó được trải lên các ứng dụng khác nhau thông qua các hàm lập trình phù hợp. Đồng thời những cải tiến tốt nhất thực ra không nằm ở phần cứng mà ở cấp độ phần mềm điện toán cho nhiếp ảnh mà Google hiện đã tụt hậu. Apple không chịu những ràng buộc như thế, họ cải tiến phần cứng và chỉ cần cập nhật phần mềm đi kèm với những cải tiến mới nhất rồi phát hành là được. Ông Gundotra kết luận là nếu như bạn thực sự quan tâm đến chụp ảnh đẹp thì hãy dùng iPhone, còn nếu như không ngại tụt hậu vài năm thì hãy mua Android. Tuy nhiên các quan điểm của ông Gundotra đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ những người sử dụng Android. Họ cho rằng là bởi vì ông đã rời Google từ lâu và chưa sử dụng những chiếc như là Galaxy S8 hay là Google Pixel nên cách nhìn của ông còn rất là phiến diện và lạc hậu. Trước hết thì những lựa chọn đa dạng về ứng dụng chụp ảnh thì không phải là lý do để cho thao tác chụp ảnh trên Android trở nên phức tạp. Việc có nhiều ứng dụng xem ảnh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng chụp ảnh mà ông đang đề cao ở iPhone. Tiếp theo đó, ở mặt cải tiến chất lượng chụp ảnh, việc ông Gundotra cho rằng Google kiểm soát hãng phần cứng là không chính xác, bởi vì hiện nay các nhà sản xuất có thể tự mình viết ra những hàm lập trình để thêm rất nhiều tính năng sáng tạo lên trên Android mà không cần đến Google cập nhật hàm lập trình, ví dụ như là tính năng camera kép giống như iPhone hay là quay phim slow motion 960 hình trên giây. Còn nếu để so kè với iPhone ở thuật toán xử lý hình ảnh bằng phần mềm thì chúng ta cũng đã có ba đại diện tiêu biểu, đó là Galaxy S8, Google Pixel và HTC U11. Cả ba máy này đều không cần một cấu hình phần cứng camera quá là đỉnh cao nhưng chúng vẫn thể hiện ngang ngửa, thậm chí là đánh bại iPhone 7 ở nhiều mặt như là chụp chiếu sáng, độ chi tiết ảnh hay là chụp HDR. Các bình luận đã chỉ trích ông Gundotra là đã mang quan niệm về nhiếp ảnh ở trên Android từ tận những năm 2010 lên để so với iPhone của năm 2016. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những số liệu rất đáng quan tâm trong tuần vừa qua. Đầu tiên đó là Samsung đã minh oan được cho Galaxy S8 khi mà chiếc máy này đã được xác nhận là có lượng bán tốt hơn so với Galaxy S7. Còn trên cục diện thị trường toàn thế giới thì Huawei đã bám sát nút Apple và ngày họ chiếm ngôi vương của Apple ở vị trí thứ hai có lẽ đã không còn xa. Theo hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics thì kể từ khi phát hành lần đầu vào ngày 21 tháng 4 thì sản lượng của Galaxy S8 giao được trung bình đạt 278.000 chiếc mỗi ngày. Kết thúc giai đoạn từ tháng 4 cho đến tháng 6 thì Samsung đã giao được 19,8 triệu chiếc và cho đến tháng 7 thì đã vượt qua được mốc giao là 20 triệu máy. Theo khẳng định của Samsung thì lượng giao được của S8 cao hơn mẫu S7 tới 15% trong cùng khoảng giai đoạn là 3 tháng bán ra. Thậm chí là dù bán ra muộn hơn S7 đến 1 tháng nhưng doanh số của S8 tại một số thị trường thì còn cao gấp đôi so với S7. Trước đó một ít ngày thì theo thống kê khác từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research thì cũng mang tin vui đến cho Samsung khi mà hãng đã củng cố vị trí thống trị trên thị trường thế giới trong quý 2 với sản lượng điện thoại giao được đạt 80,4 triệu chiếc, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần mà Samsung nắm được trong quý 2 năm nay trên toàn cầu cũng nhích nhẹ lên tròn 22%, bỏ cách rất xa Apple và Huawei ở ngay dưới. Tuy nhiên, Counterpoint Research cũng đã cảnh báo sản lượng ra của các dòng máy tầm trung của Samsung là Galaxy A và Z thì đang giảm liên tục. Với Apple, dù cũng có tăng nhẹ về lượng máy giao được, nhưng thị phần của hãng lại giảm do giai đoạn này sức cầu không cao. Và Apple thì rất nên dè chừng Huawei bởi vì sản lượng máy giao được của họ lên tới 38,5 triệu chiếc trong quý vừa rồi đã cao gần bằng. Và mức thị phần là 10,5% thì cũng đang bám sát con số 11,2% của Apple. Huawei thì đang đặc biệt mạnh tại quê nhà Trung Quốc và họ đã đánh bật hết tất cả những Oppo hay là Vivo nhờ thành công của các dòng máy cả cao cấp như là P10 hay tầm trung là Nova và Enjoy có sức tiêu thụ rất là mạnh. So với các đối thủ cùng quê thì Huawei còn có cả lợi thế ở mảng máy cao cấp mà cũng không phải ở mỗi thị trường Trung Quốc, Huawei còn đang thể hiện rất tốt ở thị trường châu Âu.
Và đó là những thông tin tổng hợp trong tuần này mà S News đã mang đến cho các bạn. Trong tuần sau thì hãy đồng hành cùng với S Channel trong sự kiện được giới công nghệ Việt Nam quan tâm nhất, đó là sự kiện ra mắt chiếc Bphone thế hệ tiếp theo được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Và S Channel sẽ gửi đến các bạn những cập nhật nhanh nhất cũng như là chính xác nhất về chiếc điện thoại này cũng như là về sự kiện ra mắt của BKAV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.